Xin kính chào quý vị và các bạn. Sống trên cuộc đời thì ai ai cũng mong muốn mình có một ngoại hình xinh đẹp. Về già thì có phúc hậu, có tướng phúc hậu về sau. Vậy thì làm sao để có thể có ngoại hình xinh đẹp khi mà không may sinh ra chúng ta không có ngoại hình xinh đẹp? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cách để có ngoại hình xinh đẹp, có tướng phúc hậu theo lời Phật dạy. Từ đó chúng ta áp dụng trong cuộc sống để có thể tự tin với ngoại hình của mình trong cuộc sống sau này. Để có tướng mạo xinh đẹp và phúc hậu, chỉ cần làm theo những lời Phật dạy sau. Có những người mới sinh ra đã không có được tướng mạo xinh đẹp, nhưng khi về già thì lại trở lên xinh đẹp. Vậy nguồn gốc khuôn mặt tuổi thanh thiếu niên, thanh niên ở đâu? Làm thế nào để có tướng mạo xinh đẹp theo lời Phật dạy? Khuôn mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Dù là phúc báo như thế nào thì cũng có căn nguyên của nó. Giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng, lương thiện. Đến tuổi trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện tính cách của một con người. Nhiều người hiền lành có khuôn mặt phúc hậu, người dịu dàng, lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp, người thô bạo thường có vẻ mặt hùng dữ. Rất nhiều người phụ nữ trung niên, lão niên có tính cách không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng là tướng bạc mệnh khắc chồng. Thực ra, tướng mạo không phải là cố định từ khi sinh ra, mà nó là kết quả của quá trình tu tâm và hành động lâu dài. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh. Từ mặt biết tâm, từ tâm sẽ biết mệnh. Vậy nguồn gốc của loại khuôn mặt tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu? Đặc thù của tướng mạo có mối quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da, màu tóc, nhưng khuôn mặt, dáng người có cùng tiên thiên có quan hệ. Mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà bố trí. Nửa đời trước của một người là ảnh hưởng từ kiếp trước của nửa đời sau, chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến tuổi trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Lòng từ bi là một trong số những yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất sẽ có nhìn, thậm chí là xấu xí, cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người khác không thích. Người ta thường nói, khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa. Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy. Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất chi, bất giác, sinh lòng mến mộ. Nhiều khi xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn. Tình nhân nhãn, lý xuất tây thi, chính là đạo lý này, tức là nhìn người yêu mình càng nhìn thì càng thấy đẹp. Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước hết cần nội tâm đẹp. Một người cam tâm tình nguyện chịu thiệt là nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt. Nhân duyên sẽ tốt thì cơ hội sẽ tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống thì có thể nắm bắt một hay hai lần cơ hội là đủ. 2. Người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng được chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc là móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì. 3. Người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp, lúc bạn bè hội tụ thì nói ra 3 câu đều không thoát khỏi chuyện cá nhân. Người này chính là ốc sên chuyển thế. Nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác thì liền không liên quan đến anh ta. 4. Chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên. Tức là vun bồi duyên phận trên đường đời. Nhiều người chúng ta gặp thật ra đều có duyên mới gặp được nhau. Hơn một nửa người
thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước. Mang đến phiền muộn cho bạn bởi vì hơn một nửa đời trước bạn đã từng gây tổn thương cho người ta. Vì vậy cần nhớ, đối xử tử tế với người thân, quan tâm đến người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhật nhân quả. 5. Nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác thì gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. 6. Biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất chính là quên nó đi. 7. Tiếu khán phong vân đạm, toại đối vân khởi thì, tức là cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi. Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. 8. Nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ. 9. Kiếp này bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại và hãy hội ngộ ngay bây giờ. Dù là ai cũng nên nghe bài này, đừng để gần đất xa trời rồi mới tiếc. Người ta đôi khi cứ sống vội, cứ tranh giành để thỏa mãn nhu cầu trước mắt của mình mà không biết có những điều còn quý giá hơn. Người trẻ thường sống vội, chạy theo những thứ hào nhoáng không thực tế. Họ vội vàng quyết định vì sợ mất đi cơ hội tốt, đánh liều để rồi nhận về nhiều quả đắng về sau. Đối với người lớn tuổi thì khác, họ đã trải qua nhiều giông bão của cuộc đời, nên đôi khi đối mặt với bất kỳ điều gì họ cũng đều rất cẩn trọng. Đối với những khó khăn sóng gió thì họ sẵn sàng đối mặt và điềm tĩnh giải quyết. Cũng ở tổ tuổi đó, họ mới nhận ra rằng những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất. Có những điều nhận ra sớm ngày nào thì sẽ tốt ngày ấy. Thứ nhất, thời gian thì một đi không trở lại, sinh mệnh của con người thì quá ngắn ngủi. Khi về già, ta nhận ra thật sự sự rõ ràng rằng mỗi một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày để một ngày trở nên ý nghĩa hơn. 2. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống thì dù có đau đến mức nức nào, rồi sẽ cũng đến một ngày nó chỉ là một phần nhỏ bé so với quá khứ của bạn. Và nó sẽ không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ như bây giờ. 3. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn đang được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang bị tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. 4. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính mình, với chính bản thân mình trước. Khi có một mối quan hệ tốt với những người khác thì bạn sẽ phải tự thấy bản thân mình có giá trị mới có thể tự tin trong mắt người khác. 5. Hành động của một người thì nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình thì bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động thì mới biết được họ là ai. Vì thế, hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 6. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có. Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn. Niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc thì phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm vui thì phải luôn tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không
còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. 7. Tiền bạc nhiều đến đâu thì đến chết cũng coi như hết. Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán. Tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một loại niềm vui. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi. Hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác. 8. Sức khỏe mãi mãi là của bạn. Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là quá khứ, còn sức khỏe thì sẽ mãi là của bạn. 9. Cha mẹ, con cái hoàn toàn không giống nhau. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái dành cho bố mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh, cha mẹ hết mình chăm sóc. Cha mẹ bị bệnh, con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ, đó là lẽ đương nhiên. Cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không phải là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy. Hiểu rằng vì con mà làm tất cả, đó không chỉ là nghĩa vụ, mà đó còn là niềm vui, không cần báo đáp. Nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền. 10. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như là tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay là đạt được một thành tựu nào đó, đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều, bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không? 11. Cuộc đời của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngày lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngày ở đây, ngày lúc này, chính là cuộc sống của bạn. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an. Đừng sợ hãi hay là nuối tiếc điều gì. 12. Luôn có một tâm thái vui vẻ. Cuộc sống thì luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc. Làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bồi dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ sống một cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy thì bạn mới luôn vui vẻ và khỏe mạnh. 13. Đơn giản, bình thường mới là thật. Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân thì lại xiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc với số đông, vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp, sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là có cống hiến. Hơn nữa, bước qua cửa trung niên, chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi hay sao? Ai rồi cũng giống nhau cả. Thực ra thì làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu không bằng vui vẻ không bằng hạnh phúc. 14. Tìm niềm vui ở đâu? Học tập, đọc sách, đọc báo, dùng máy tính, đánh đàn, đánh cờ, vẽ tranh, vân vân. Học cái gì tùy bạn lựa chọn. Học vừa có thể thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não. Vận động, bơi, khiêu vũ, tập thể dục. Tùy theo sở thích, tăng cường sức khỏe, kể cả thể chất và tinh thần. Giải trí, hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi, kết giao thêm bạn bè. Kết bạn, cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ cần có vài người bạn thì không đủ, cần có một nhóm bạn già. Bạn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc hơn và bớt đi sự cô đơn. 15. Công thức để có một gia đình hạnh phúc. Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách và quan tâm chia sẻ, thấu hiểu và bao dung
gia đình hạnh phúc.